việc gì mà ba kêu cả nhà ngồi lại đây vậy ba? Chuyện gì ba, vậy mình? Nếu là để bàn chuyện đám cưới của chị hai thì đâu cần có mặt con ở đây. Không, không phải bàn chuyện đám cưới của chị con, mà là ba có việc cần hỏi ý kiến của ba má con. Việc gì mà con bộ quan trọng luôn vậy mình? Là chuyện vui, mình đừng lo. Chuyện vui? Anh Hương Sư là bạn với ba. Anh có người con học sư phạm mới ra trường, được bổ nhiệm về dạy dùng mình. Anh muốn kiếm vợ cho con. Ba, không lẽ ba muốn gả chị hai cho con của bác Hương Sư hả? Tiến, em đừng có ăn nói lung tung chứ. Con nghe ba nói hết đã. Mấy lần nói chị Hương Sư tới nhà mình chơi, tiếp xúc với Ngọc Bích, chỉ vừa bụng dữ lắm. Anh chị Hương Sư rất muốn cưới Ngọc Bích về làm dâu, ngặt họ có chút sĩ diện. Cho nên anh Hương Sư có ý muốn nhờ ba nhận Ngọc Bích làm con nuôi. Như vậy thì anh chị sẽ mát mặt hơn. Được đó mình, em thấy vậy là tốt lắm đó. Lâu nay em cũng có ý kiếm nơi nào đàng hoàng để làm mai cho Ngọc Bích, để con nhỏ được đỡ tấm thân. Dạ, con trai bác Hương Sư con có biết. Ngọc Bích mà được gả cho anh ấy thì còn gì bằng nữa. Má các con nói Ngọc Bích rất có duyên với gia đình mình. Thời gian qua nó sống ở đây, ba má hài lòng lắm. Thương nó lắm. Ba nghĩ việc nhận nó làm con nuôi cũng tốt. Dù sao đây cũng là việc hệ trọng, cho nên ba muốn hỏi qua ý kiến của ba má con. Dạ. Mình tính như vậy là hợp bụng em lắm. Em tán thành. Con cũng đồng ý. Lâu nay con luôn coi Ngọc Bích như là em gái. Bây giờ mẹ em ấy chính thức trở thành em gái của con á, thì con thích biết mấy. Không được. Con không đồng ý. Con không muốn ba má nhận thêm con nuôi gì trong nhà này hết á. Kì con, việc này má nghĩ đâu có can hệ gì đâu con. Con không muốn. Con nói lý do, con không đồng ý cho ba nghe thử. Con không muốn làm anh em với một đứa ở đợi thấp hèn như nó. Con em Đức Tiến à, ba đã dạy con đừng khinh khi người khác chỉ vì họ nghèo. Con không nhớ hay sao? Ba thấy Ngọc Bích tuy nghèo nhưng nó không hèn. Nó như một bông sen mọc từ bùn nhưng không hề dẫn mùi bụt. Nhận nó làm con nuôi, ba còn thấy tự hào nữa là đằng khác. Con à, nhận Ngọc Bích làm con nuôi chỉ là để giúp nó gả vào một nơi tốt đẹp, chứ đâu có can hệ gì đâu con. Con nói lại một lần nữa, con không muốn ba má nhận bất cứ đứa con nuôi nào trong nhà này hết á. Nếu ba má kiên quyết nhận con nuôi á thì con sẽ bỏ đi. Con bỏ đi á. Nè Tiến. Nè Tiến. Tiến. Cái thằng này. Ủa, ngộ thiệt. Không phải là gần đây nó đối tốt với Ngọc Bích lắm rồi sao ta?